Thì ok các bạn, thì bây giờ là sẽ công Quang Linh đi xuống là khám phá cái vườn nông nghiệp, nhìn cái vòi nước tưới từ đồng, nhìn thế này thấy cái về nói bà con gì kia là trên này là nước nhưng mà người không phải tưới. Foi metido no canal então para depois plantar. Esse botaram, para plantar esse botaram do rio. Sim. Rio via ali. Para depois plantar já ir para a comida dos cabritos. Sim. Sim, senhora, tá bonito. Então meter aí. Sim, sim. Sim. Meter depois crescer. Crescer. Depois foi lá. Sim, senhor. Sim. Aí. Pujo. Aí já ligou. Será de onde já é do puto. Tá vendo a água lá? Tu a ver, chefe, tu a ver. É regalo, mãe. Ông được là đắt đấy. Đặt cái ống này mới đặt, cái ống này mới chắc đây. Ống này là tỉnh ra là mua bỏ 3 cuộn với làm mới, cái cuộn đây là 2 triệu mấy. Ống này mới trượt là nặng mưa này. Đấy. 2 triệu mấy con. Vướng. Ống này với là ống này mới cuộn, với là 3 cuộn ống đi 100 mét 1. 2 triệu mấy con. Ống này mới chịu được mưa nặng này chứ cái ống bạt kia không thua đâu. Ông bạt kia bể hết. Ông bạt kia là cái thời gian là phơi. Cái này là trong thiên nhiên thôi, nói với anh cái này là trong thiên nhiên thôi. Mùa khô, trong thiên nhiên mùa khô, mùa mưa thì cắn. Esse sofá já é para velho, cresce como sou ainda. Depois quando vem, abre mais grande. Exato. Cresce, é um exemplo. Vere para te puxar para brilhar. Sim. Sim, senhor. Esse fazenda de novo. De novo. Só fazer 3-4 meses. Sim, então não conhece terreno bom ou não? O terreno está bom. Não, esse tem não. Muita força. Não. Depois com o adubo do cocô dos cabritos, vai piorar, vai chegar até aqui uma cabeça de repolho. Boa aqui. Sim, sim. Vem água lá, tá vendo, hein? Tu a ver, tu a ver. Água. Está tudo molhado só. Aí, tem lá, tem de dar um lá. Bánh sai. Bánh sai, que nem era mãe. Sim, sim. Hã? Que nem mãe, que era bom, mãe, mãe, mãe. Esse, esta semente desta cebola é diferente. Tipo, é todo ano. Sim, esse pequeno, cebola pequena. É tu a ver. Não é grande. Sim, sim. Mas tu a ver, esta aí encontrou um bom terreno, tá bom. Aí deve, aí. Ela dá semente em cima. Sim. Que a beca bem grande, deu. Deu, deu. Tá vendo aí? Tu a ver, chefe. Não precisa do beijo, a beca assim. Não. Igual assim. Isso tudo dói. Dói. Agora, isso aqui tá bom. Sim. tá bonito, chefe. Ok. Tá aí o tio, khoảng, sim, khoảng 5, 6 tio rồi đấy. Mát lắm ấy. Mà muốn đi sâu nhiều. Sâu à? Sâu, sâu ăn nhiều. Chỉ cả ngày. Este é a semente do milho do Vietnam. Ah, ele não é. Ah, milho vietnamita. Sim, senhor. Sim, senhor. Aí vai ver aí. Sim. Lá toma. Lá. Vamos lá ver. Tá bem, tá bem. Vamos lá para ver. Sim. Não, vamos ver ainda aqui. Sim, sim. Rồng lắm ấy, đi. Ngon đẹp phải chứ? À. Ngon đẹp phải chứ? Là từ đó lên đây luôn à? Không, cái giờ đây là tuần trùng. Cái giờ đây là ngon đẹp. Cái là đang trong thử nghiệm chứ đúng không? Đâu đang trong thử nghiệm chứ. Ui giời ơi. À đấy là hình nhỏ nhá. Hình nhỏ. Vou plantar esse fetoni. Hả? Vou plantar, vou plantar. Cái trồng một củ mà ra được cả nữa đâu. Hả? Thì đây. Um assim, um assim. Assim formar. Sim. Đó. Isso aqui? Đó là hình lá đúng không? Hình không, cái đi ăn lá cũng được mà lấy củ cũng được nhưng mà hiện tại là dư lấy củ. Thì phải để lá cho nó giá đi, cho nó héo đi. Hình hóa thì cái đấy gọi là hành hóa đây. À, hành hóa đây chứ mày hành sí, hành hóa. Sí, sí, sí. Hành tắm này. Đấy. É a cebola de todo ano. Ah, então agora eu uma semente meter lá do sal, assim já fica bué, ganhar. Isto já é muito, é muito. Tenho que cuidar bem, o chefe um dia que vai vir me visitar. Sim. Vou oferecer cabrito para o chefe também, para então. Tem giống này là mua gần 400 mấy nghìn đấy. Là mua hành củ ấy. Hai củ bánh nhựa đây, củ nhựa đi đây. Giờ đây là ủ được giống cái này. Ê, xì, David đi, vô có tay xuống mấy cái cement tí này. Giật, giật, giật. Đó, vô mấy cái là cái này phải nhìn cái hình cũng như một cái bài toán mà nông nghiệp như vậy, một bài toán mà. Chú trai mình đã cement. Củ thì chứ là 20 củ thì nhân lên. Rồi, lời đây. Nhân lên là... Mình đùa brigade đúng không? Nhân đi 200, nhân đi 20. Còn cái thì... Esta semente de repolho é capa nhanga de hoje? É capa de hoje? Esta é repolho, este tipo de repolho. Semente... Aquela lata é de 100 mil. Não, não. Do bagote? 2 mil. Não, não. De lata pequeno. Aham. Exato, exato. É aquele dia, né? É capa nhanga de hoje. Não, tem mais caro. 12, 20, 30, 40 lata, tem tudo, muito tipo. Sim, sim. Não tem dinheiro, só meter uma lata pequena. Mas esta aqui que tá bom, esta aqui que tá bom. Eu vi um hộp lá 2.800, 2.500. Thì hôm kia anh mua
mỗi hộp có kiểu như thế đâu. 2.000 rưỡi thôi. Có cái hộp 40.000 đây à? Rưỡi này. Có một cái hộp 40.000 đặt đó. Tổ chứ này. Cái này phải cuồn đúng không? Cái này phải chuẩn bị cuồn đó. Cái này phải nước phải tưới tưới đều này. Tá vendo aí? O mais melhor é este aqui, chefe Fedoni. Hã? O mais melhor é este aqui. Esse? Este, é, este. Agora, este aqui, este aqui. Lá, tá lá. Ó, vem lá, né? Esse aí. Aí, não, não, aí, não, não, não. Sim. Saúde. Tá vendo aí? Vê lá, tomou couro. Sim, sim. Đúng rồi. Vê cái lá, nó tá nước nhiều mà. Thôi, vou bóp lên aí. Tá vendo aí? Fui lá, tem... Vai estar plantando isso aí, chefe Fedoni. Liga. Plantando este aqui. É. Quando ficar pronto assim, sim. Leva diretamente para o Cunene. Sim. Uma cabeça a ser doji. Doi? Muito obrigado, Nene. Muito obrigado. Para o Cunene a ser 2.000 quanto uma cabeça esse assim? Esse 2.000? 2.000? É. Jura mesmo ainda na província do Cunene? Cunene ela nang. No Cunene? Nang, khoa luôn, khoa. No Cunene? Cái này mà 2.000 nè. 2.000 một cái. Mấy trăm tiền Việt à? Thì mấy trăm ở đây? 100.000. Trăm mấy nghìn ở đây? Trăm mấy nghìn là một cu đấy à? Thì giáo rồi. Thì không có cái chi mà tặng cho anh này. Hả? Anh làm trang tài nhưng mà thiếu cái gì không? Có thiếu cái đối chứ không? Ông được hay là cái gì không? Đấy, đoán đi là lên tốt này. Sim, senhor. Agora ele é deu, né? Tu vai ver. Deu. Tu vai ver. Tá vendo, né? Agora. Fila, fila, eu falo. Eu falo a você. Fila, já. Fila é como assim? Exato, exato. Não é tipo. Esse, esse. Quando suba, fazer fila, isso tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Na suba, na borda. Na, através da água. Sim. Corre só aqui. Sim. E requer com uma bomba. Porque este aqui os bichos atingem. Agora suba, já vê. Então, fazer fila é mesmo isso. Exato. Esse. Sim. 80. Tá bem, tá bem. 80. Aham. Mais alto. Mais alto. Mais alto, ali. Como esta, como esta ali. Sim, sim. Até aquele fila aqui, pra passar água, vai ali. A água vai para ali. Não fica, não parar. Sim, para estragar, sim. Tem manhã aí. Sim, senhora chefe. Já. É, corta aí, né? Esse batata. A batata rena. Ui, tem quai tay nữa, nó phải bột nhiều quan đấy. Khoai tay cái giọng cứ đặt lắm ấy. Bột nhiều quan. Hôm kia anh đi mua giọng mua. Cá tiên tiêu này đây, giọng cá tiên tiêu đây. Đặt lắm ấy. Thì nhiều mà thì đó là thì. Assim conforme que está a dar já se flore, lá no chão já está a carregar. Sim, sim. Sim. É, assim já tá, tem ali. Ele dá já sinal em cima. Luồng nó đi lên cao này, anh Hồng ấy, lên cao ấy, xưa quá này. Y, mưa là lên đi đẹp này. Giống như anh nói đấy. Là một bao rồi là 28.000 mà. Một cái bao mà đỏ đỏ ấy. À đúng rồi, cái bao. Bao đỏ là 28.000. Bao đỏ là 28.000 là một bao. 28.000 một bao đấy. Tá vendo? Tu vai ver, chefe Doni. Assustei, tu vai ver, chefe Doni. Thẳng tắp luôn đấy. Gostei, vi aprender, o chefe Doni me trouxe pra mim aprender. Nữa đây. Là mà khoai tây hết đấy. Từ đây ra ngoài tây luôn này. Esse vou meter mais um mês. Um mês, exato. Vou meter tudo, batata vai chegar lá do rio. Do rio. Bất ngờ mà lên anh nhìn thấy. Tá vendo? Bem grande. Bem grande, chefe. Muito grande, grande, grande. Sim, senhor. Tá dando já flor. É assim que se trabalha. Hai tên gia Việt Nam mà. Hai tên gia Việt Nam cao mà. Sim, senhor. Đi chăm sóc các kiểu mà. Tá vendo? Tu vai ver, chefe. Tu vai ver, chefe. Tu vai ver. 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 Ở khi nào tan tan được như ở bên kia không? Đây, 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 được rồi. Este já tá bom. Este aí já tá bom. Sim. Já tá bom. Sim, sim. Este aqui é outubro. Já está. Nó có 6 ấy. Hả? 6 ạ? Năm có 6. Oh, não tá vendo? Ele já carregou. Já carregou. Esta batata. Sim. Sim, senhor. Sim, senhor. Ở giống như lạc á đúng không thầy? Lên đi. Ui giời ơi. Lên vô. Về. Về. Ui. Assustei. Về, về, isto. Chefe Doni. Ui, cùng nhau ơi. Uma. Tá bem já. Uma batata. Vai sair o mais mesmo. Ali, duas assim, é o balde. Ah. Duas assim, é o balde. Enche o balde. Aqui, esse aí, enche o balde. Một bao đi là dùng đặt đây, một bao đi là như thế này. Tính đi 3-4 cân đi là một bí đấy. Không, 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 một cái số này. Một cái số này là còn 8.000 rưỡi đây. Còn bá bùi này này. Thế thì thua rồi, cứ đây là thôi. O outro caiu lá no sapato esse aí. Ah, bué, né? Bué, bué, bué. Tá vendo, né? Sim, sim. Aí, só chắc là về. Tudo é tirar já. Chắc là về sim, sim, sim. Foi tay này, về tao. Đây là ngô của Angola.
Sí, señor. Được, tên là đây. Đi vô luồng luôn, đi vô luồng. Mùa mưa thì cũng cần phải cử lên lắm. Mùa mưa thì cứ lên luồng cao cao, xa xa đi là đẹp này. Không, nhưng mà ở đấy mưa vẫn nhiều. Giờ kiếm mùa mưa, nói mùa mưa chứ mà. Hàn hàn. Anh ấy nhìn quá là biết mà. Nói chung là vẫn có cái kỹ thuật làm, nhưng có đều là điều kiện này. Aqui é o trigo. É o trigo. É tomate. Tomate. Tomate aí. Chào các bạn. É como? Vamos bendecer no Juvieti Namin. Veio nos ensinar a forma que se trabalha. Vamos bendecer. Nós, como os angolanos, agradecemos. Sim. Os outros estrangeiros de fora para vir nos ensinar, não agradecemos. Vamos bater a palma para eles. Tem gente giàu nhiều đây. Sim, senhora, está bonito. Trabalhar. Está bonito. Gostei muito. Sim, gostei muito. Gostei muito. Sim. Está bonito, está bonito. Quando a chuva caiu, bem verde, tudo verde. Tudo verde, tudo verde, tudo verde. Anh Manuel đây là về cũng là làm về cái người cũng biết rất nhiều về nông nghiệp đó các bạn, cho nên lên đây là anh ấy nhìn thấy nước gọi là cái đầu tiên này, nước. Ta về água, Tua ver água. Água aqui. Sim, senhor. Estão a sair na canalização. Sim. Sim, senhor. Aqui bom água, não é tipo lá. Lá tem pouca água, aqui tem muita água boa. Anh làm nông nghiệp nhất nước mà nhi phấn mà. Ở thế này mà còn được cái này đấy, này sẽ phát triển lớn đấy. Có suối nhưng mà nước suối không có nước anh nhiều. Suối hẹp mà đất ở trên cao khô. Gọi là tối nay đào này, gọi là đào sâu để cho nước chảy về đây. Là từ một đêm này, ngày mai mới hụt lên vườn. Ok, falta na plantação de cana. Trong hàng đẹp thế này. Ở trong hàng. Deveria deixar o espaço. Sim, passou. Sim. Conforme assim. Agora ali deixa. Ali deixa. Tira mais daqui até ali. Ali fica espaço. Sim. Porque depois quando ele crescer, assim, vai unir e vai. Ah, e ele não vai, não, vai, não, vai, não vai ficar grande porque ajudaram muito. Ah, giống như mía anh ấy là cầm một đấy, cầm một đấy. Là cái ví dụ như một hang cái này đây. Sim. Só terra ali. Sim. Exato. Ali fica vazio. Không có lột lá, chủ yếu lột lá. Vì lột lá lên lên ta về nhà của là tua về đá của sư tua về đá đẹp đẹp đi là đưa sang 500 tỷ mà đúng 500 tỷ nó còn nước nhiều rồi. Voi này mới trụ được này, voi này mới đúng là voi này, voi đi có thể chưa đặt lắm ấy. Muita água. Dưa đấy, trong dưa. Trong cái hay đấy chứ. Đây sau mình trồng nhiều, tại vì nhiều việc quả. Tập trung vô dê này. Ờ, dê, đang phát triển dê đẻ nhiều. Aqui é abacaxi. Sim. Sim, senhor. De ananás, né? Sim, sim. Đây là giống ngô nếp là có luôn này, đồng dưa chủng là có lên luôn. Nhìn ngô nếp cái lá khác lên đây. Anh xin mấy lưu được Việt Nam mấy tờ? Sí, já tá cá contá. Sí. Já cá. Sí, tu a ver. Já cá contó. Sí. Ele cá contá 3, 2, 3. Hai bắp này. Hai bắp này. Nó cái cũng cao rồi, đúng không? Không, cái này lên tầm như khả năng phát triển đó. Sí. Cái to. Deveria chegar até aqui. Sí. Esse folha... Outro não é igual do angolano? Não. Bem grande. Sim, a maçaroca. Bem grande. Sim. Sim, senhora. Sim, branca. Daquele, branca. Daquele branca. Branca. Mesmo matola aqui, mesmo. Mesmo na molha. Molha. Como é molha, muito. Não, não fica duro, não. Não fica duro, não. Não, duro, não. Tu a ver, os bagos ficam assim, grandes. Sim, sim. Quando você meteu mal, né? Sim. Água saiu. Saiu. Sim, sim, tá senhora. Bom. Tá bom, chefe, tá bom. Ở đây là súng trung hoặc là khảo ở đây đi. Rớt. Đây thì cũng là tìm bụng.
Sí, sí, aquello otro tipo. Sí, sí, señor. Sí, sí. Cái này ở Việt Nam mình ở bên đây không cho họ bán đắt phải đấy. Cái này bán nó nhập. Đi đang gieo mùa mưa đó. Ở giờ chéo là vừa khéo đây. Đâu mùa đâu. Đây làm đất xong thì quay đất chỉ là mưa tầm 2-3 chỗ xuống cái là gieo đó. Gieo mùa này. Tá bonito, tá bonito. Tá bonito, chef. Anh Manuel ela fica ficou totalmente assustado, tá bonito. Agora eu muito bem, né? Sim, sim. Então você fica aqui trabalhando, já? Agora, ninguém que vai tomar a conta da minha fazenda. Is that? Olé, sim, sim, para olhar. Sim, sim. Como os trabalhos estão a correr? Agora não é nem tudo. Aham, criança. Exato, exato. Agora não é nem tudo. Sim, sim. Não dá para não. Thầy ơi, thầy 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 đó thôi. Thầy mang đây một chuối này, đang xin qua đây một chuối nữa. Hai gân công là một chuối nữa. Đấy, quả rồng ấy nè. Nós ficamos totalmente bem contentes. Que vai agradecer é só Deus, nós não vamos conseguir. Para nós serem então ensinados conforme que se trabalha. Yeah. Porque o homem quando você não anda, não aprende. Sim. Aquela que tinha o título de que então o professor aprende com os alunos, o aluno aprende com o professor. Sim. Eu assim fiquei totalmente contente, vi apanhar uma boa experiência. Sim, senhor, agradeci mesmo, muito obrigado. Nói là cũng muốn đi để học hỏi nhiều, học hỏi nhiều, chứ để cho hiểu biết nhiều ấy các bạn. Đấy, chuyên gia nông nghiệp đến là nhìn nước là thích cái đầu tiên là nhìn thấy nước như là thích ơi. Thích đừng bồ tái mà, hôm nay đừng bồ tái, nhìn thấy nước như này là cười sướng. Đây là nước chảy xung quanh luôn. Ở dưới đây suối, ở trên đồ rio. Rio bay grande. Tu a ver, tu a ver. Sì. Sì. Trabalha lá no ponte. Aham. E vai curva isso. Tudo isto, tudo. E outra fica no meio. Sim, senhora. Sim, senhora. Được, vừa năm giờ đấy. Nói chung là, cái đất này năm giờ, bao quanh là nước. Bao quanh là nước. Bốn phía là xung quanh là được đấy. Sao hụt lên là sao đó. Aqui a pessoa mesmo come pouco porque tem muitas frutas. É, sim. É, até em novembro as mangas já estão maduras. É, muita fruta que existe aqui. Hoje anda bem rua, tá bom, né? Vê a fazenda. Tá bom, tá bom. Assustei, chefe. Sim. Vi visitar mesmo aqui o chefe na fazenda dele. É. Fiquei totalmente le preto. Já. Tipo, já comi. Tô cheio. Aí. Alô, não, alô, né? Sempre, né? Não, alô, né? Tói, né? Đi nhìn căng tài của Văn Linh mà nó luôn không cần ăn nữa các bạn. Vui. Nhưng mà anh ấy biết hiểu biết nhiều được cái đam mê mà. Gọi là đam mê. Sí, señora. Totalmente. Về nông nghiệp. Nhưng mà trên này khó phát triển ấy. Đất trên kia nó khô cằn quá các bạn. Thời đã được lượng vương vũ đấy. Đất khô cằn lắm. Làm nông nghiệp khó lắm. Thời tiết nó không ủng hộ thì kể cả đam mê nông nghiệp cũng chịu. La tre non ta fica duro. Não está duro, mas... Sim, mas assim com a chuva que está vindo, é mesmo trabalhar, vai ficar bonito. Tá melhor ficar já aqui, leva a mulher, vem já aqui, a trabalhar com a mulher. Agora ninguém que vai tomar as minhas fazendas. O chefe que está lá no Bailundo, no Wambo, para você aprender conforme que ele está trabalhando. Assim gostei, vi aprender, cheguei na fazenda do chefe, conforme que eu encontrei, fiquei totalmente contente. Yeah. Tão bem cheio, tão bem le preto. Aí, tio, ok, agora, tia, hôm nay là dẫn anh ấy, anh Manuel, lên trên trang trại của Quang Linh, là để cho anh ấy nhìn được những gì mà trong mấy tháng vừa qua là Quang Linh cũng tất cả anh em ở đấy là đã xây dựng lên, đấy, một cái cơ ngơi gọi là giờ là thương ngươi có gì đâu. Thầy hôm sau bạn được nhiều tiền phải đây. Đây là thí nghiệm thôi, trang trại này thí nghiệm thôi. Hầu hết là nhắm vào mục đích là ngô xuất khẩu. Ngô xuất khẩu là chủ yếu là trồng ở bản thôi. Trồng cả mấy trăm bản là trồng ngô hết mà. Rồi sau đi thu mua. Thu mua lại không? Thu mua lại là sau đi xuất khẩu sang bên gần nước đây này.
có mối rồi. Thế thì ok thôi. Đấy, là cái này là kinh nghiệm thôi, kinh nghiệm thôi. Tất cả đều là chỉ được kinh nghiệm thôi nha các bạn. Đốt tiền ra để kinh nghiệm thôi. Thì ok các bạn, thì ngày mai là sẽ đưa anh Manuel đi tiếp những cái bản sáng bên bản anh Hùng, anh Đông để xem mua được ít dứa đấy để đưa về giải kia trong. Thì hôm nay đi khám phá đến của trang trại Quang Linh thôi. Thì bây giờ là để về cho anh ấy nghỉ ngơi để ngày mai tiếp tục đi tiếp. Thì video của mình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì cho anh em mình một like, chia sẻ video và đăng ký kênh Công Giáo Vlog. Cuộc sống ở trong phí nha các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn. Yeah, obrigado, irmão, já. Obrigado, meu, obrigado. Sim, também obrigado. Gostei da minha próxima fotonia me trazer aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Levo a metade mundo. Sim, senhor. Entender. Muito obrigado. Muito obrigado, gostei, gostei. Vai fazendo lá no banco. Sim, senhor. Fica mais bom. Tá bem, tá bem. É rolar tudo ali, né? Sim, porque já vi apanhar uma boa experiência. Fica aqui sentado, olhando tudo. Tudo tá verde. Tá tudo.